Chào mừng các bạn quay lại với khóa học phát triển web kinh doanh. Thì chúng ta vào bài học đó là thẻ p, thẻ br và thẻ hr. Thì mục tiêu của bài học này đó là gì? Đó là chúng ta sẽ sử dụng thẻ b để chúng ta lập trình định dạng đoạn văn và chúng ta ngắt dòng với thẻ br. Và chúng ta phải so sánh được sự khác nhau giữa thẻ b và thẻ r và cuối cùng là chúng ta sẽ dùng thẻ hr để chúng ta kẻ đường ngang cho cái nội dung của một cái website như thế nào. Thì thẻ b nó tương tự như cái thẻ heading h một tới H3 mà chúng ta vừa học. À, tuy nhiên cái thẻ B này thì nó sẽ không có các mặc định là to hay nhỏ ha mà nó đơn thuần nó chỉ là tạo ra chúng ta một đoạn văn. Tức là các đoạn văn mà nó nằm trong thẻ B thì nó cách nhau một khoảng trắng nó rộng. Và cái thẻ B này thì chúng ta cũng có thể hiệu chỉnh phông chữ, à, hiệu chỉnh cách thức căn lề vân vân. Chi tiết thì thường là trong những bài style ha, à, cascading thì chúng ta sẽ được học kỹ về nó ha. Thì tương tự như thẻ H thì thẻ B nó cũng có cái thuộc tính align để chúng ta căn chỉnh lề ha, nó cũng có là left, right, center và justify. Và thẻ BR đó là thẻ ngắt dòng, nó khác biệt so với thẻ P. Đó là gì? Là thẻ P khi chúng ta vào chúng ta viết nó đó thì chắc chắn giữa cái đoạn văn nó cách một cái khoảng trắng mặc định uh, theo thông lệ thì nó là 0.5 inches ha thì tùy chúng ta cấu hình nói chung là chúng ta nhìn thấy cái khoảng trống nó nó rộng ha? còn br đơn thuần chỉ là ngắt cái mặt trống thôi và chúng ta không thấy cái khoảng trắng rộng tại vì nó chỉ là ngắt dòng chứ không phải là ngắt đoạn văn. Và thẻ cuối cùng chúng ta cần học trong bài này đó là thẻ HR ha. Chúng ta muốn kẻ một đường ngang, ví dụ như chúng ta đang viết một cái nội dung website, bây giờ đơn thuần chúng ta muốn có một cái đường ngang qua từ trái qua phải đó. Chúng ta có thể định dạng cái màu của nó cũng được luôn. Tuy nhiên trong bài học này chúng ta chỉ quan tâm là chúng ta có thể ngang được ha Thì chúng ta sẽ dùng thẻ HR Thì ở đây chúng ta quan sát ha là thẻ BR và HR nó giống nhau ở chỗ là nó không cần cái thẻ đóng ha Nó chỉ xẹt cái đằng sau là xong Còn cái thẻ B của mình Nếu như chúng ta không có thẻ đóng thì coi như nó chỉ là xuống dòng thôi ha Còn chúng ta có thẻ đóng thì nó có nội dung mà nó xuống dòng đó, Thì đó là cái sự khác biệt về cái cấu trúc cũng như là về ý nghĩa về cách sử dụng Bây giờ à, thầy và các em cùng mở cái Visual Studio Code này. Chúng ta sẽ làm minh họa ba cái thẻ này ha. À, chúng ta quan sát và chúng ta cho nhận xét. Rồi cũng từ cái Visual Code mà chúng ta đã làm ở những bài học trước ha. À, chúng ta hôm trước chúng ta đang dừng lại ở à, exercise 3 đúng không? Bây giờ chúng ta làm exercise 4 ha. Bấm vào cái New Folder. Chúng ta gọi thầy là EX4. Rồi ở đây chúng ta sẽ tạo một cái file ha. Bấm vào dấu cộng. Home ha. HTML. Rồi, tương tự vậy chúng ta có cái HTML thẻ mở thẻ đóng ha. Head rồi. Body. Ví dụ trong head chúng ta có cái title. Minh họa. À, chúng ta có là minh họa cái thẻ B. BR và HR ha. Rồi, ví dụ bây giờ chúng ta có một đoạn văn như sau chúng ta có thẻ B ha. Rồi, đoạn văn thì nó phải nhiều đúng không? Mình không thể ngồi mình mình gõ gõ nhiều được. để chúng ta sẽ lên mạng. Ví dụ như chúng ta vào cái trang của trường mình. Đó. À, chúng ta lấy cái đoạn, đoạn này đi ha. Cần chân C. Cần chân V. Tương tự như vậy, chúng ta có thêm một đoạn văn mới. À, chúng ta nhìn ha. Chúng ta có thêm một đoạn văn này. Cần chân B. Rồi. Ta lấy một đoạn văn bất kỳ nào đó ha. Ta kéo xuống, ta lấy đoạn văn. Đây. Đoạn văn tiếp theo ta cần chân C. Cần chân V. Rồi ta cần S ha. sau đó chúng ta chạy cái file này mà muốn chạy nó thì chúng ta như thường lệ ha chúng ta sẽ dùng cái gì Live server ha em sẽ bấm chuột phải vào file của mình được chưa sau đó em sẽ chọn là gì open with leaf server rồi thì em nhìn thấy nha ở đây nó sẽ có hai đoạn văn đúng không và em nhìn thấy nè nó có cái khoảng trống này ha nó có khoảng trống em nhìn thấy chỗ này không khoảng trống giữa hai đoạn văn Giờ, ở đoạn văn trên là, ví dụ là từ cái gì trong thời gian tới này ở dưới là có cái phó giám đốc ngân hàng nhà nước này thì nó cách nhau khoảng trắng như này ha giả sử bây giờ chúng ta sẽ dùng một thẻ br ví dụ như cái đoạn chữ này em nhìn thấy ha là à, hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế um sùm gì đó là tăng ngắt dòng xuống mà không phải ngắt đoạn văn chúng ta sẽ dùng br ngay đó ha vậy thì ở đây chúng ta sẽ kéo ra chúng ta tìm cái cái đến cái cụm từ là hỗ trợ này chữ, chữ này đúng không à, cái chữ hỗ trợ này chứ ở đây em enter xuống em thêm một cái thẻ BR sẹt xuống dòng ha rồi sẹt BR để ngắt dòng chạy lên này em sẽ quan sát trên cái, cái quét của mình đó đây ha là cái dòng chữ hỗ trợ này hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế xã hội đó nó xuống dòng lúc nãy là nó viết liền đúng không nhưng bây giờ nó ngắt dòng và nó vẫn giữ liền mạch dòng trên dòng dưới nó không bị khoảng trắng bự ra giữa hai đoạn văn à, đó là sự khác biệt nha giả sử như em muốn ngắt nhiều dòng em có quyền làm như thế này br à, cứ gõ bình thường thôi ha ta gõ có nó nó ra không à, em thấy không ba dòng thì như thế này ha Để ngắt dòng thôi bây giờ nếu như em muốn à, chúng ta vẽ cái đường ngang ra à, ví dụ như chúng ta có cái thẻ hr ha ở đây đi giả sử như thầy có một thẻ hr sẹt ha lên S rồi à, chạy lên thì ta thấy cái đường ngang này em thấy không đường ngang này đường gạch ngang của nó giả sử bây giờ chúng ta cũng chèn thêm thẻ HR ngay đằng sau cái đoạn số 1 thì chúng ta vào cái gì HTML chúng ta gõ ha ví dụ ở đây chúng ta sẽ gõ là HR Đây ha cần S ta quay lại ha ta cần S thôi chúng ta quay lại cái trình duyệt của mình mình ngó này là em thấy nó có cái đường cạnh ngang này em thấy không rồi như vậy thì đây chính là gì? Cái phần minh họa những cái thẻ B ha. Rồi thẻ BR và thẻ HR. Ngoài ra như lúc nãy đi thuyết chúng ta có học ha, đó là nó sẽ dùng được cái gì? Cái cái thuộc tính đó là ở line để nó căn lề đúng không? Đó, thì chúng ta có thể làm như sau. Ví dụ cái đoạn văn đầu tiên chúng ta định nghĩa cho nó căn phải đi. Đây, chúng ta vào. Nên có là ở line bằng em ghi là right cần chân S quay lại ha. Thì em thấy là nguyên cái nội dung của nó nó, nó căn qua bên tay phải em nhìn thấy không đó thì nó giống như là các thầy hát chúng ta học rồi đúng không à, chúng ta à, căn phải là tự nhiên nó sẽ căn đều bên phải còn bên trái nó sẽ đằng cưa Rồi tương tự như vậy bây giờ em muốn căn giữa đó. thì em sẽ thay thế nó bằng sector rồi cần chân s ha ta quay lại em thấy nó, nó gom ở giữa không nhưng mà hai bên nó sẽ à, sẽ thụt ra thụt vào rồi chúng ta muốn căn đều hai bên thì thông thường là chúng ta dùng cái chức năng căn đều hai bên justify thì nó đẹp ha. Để nói chung là con người trên thế giới mình á thường họ thích nó đều thẳng tắp thì nó mới đẹp cũng không hiểu vì sao ha như vậy thì tới đây chúng ta đã nắm rõ được gì ba cách sử dụng của các thẻ ha đó là cách sử dụng về các thẻ br để ngắt dòng rồi cách sử dụng thẻ b để tạo các đoạn văn và nó sẽ có khoảng trống rộng giữa các đoạn văn ha còn hr là chúng ta sẽ tạo cái thẻ nằm ngang cũng như là các thuộc tính ở line để chúng ta căn lề chữ cho các đoạn văn như thường lệ thì để chúng ta nắm chắc cái phần lý thuyết cũng như là là chúng ta à, làm tốt các phần thực hành của ba thẻ này ha, thẻ b thẻ br và hr thì ở đây thầy cung cấp năm câu hỏi chúng ta cần review lại các kiến thức ha thì câu một đó là thẻ b dùng làm gì em phải trả lời chính xác ha thẻ br dùng làm gì và so sánh sự khác biệt giữa các thẻ b và thẻ br và chúng ta phải trình bày được các loại căn lề cho cái đoạn văn trong cái thẻ b và câu cuối cùng đó là thẻ r để làm gì và ở đây chúng ta có câu hỏi mở rộng đó là gì Đối với thẻ HR làm thế nào để chúng ta cho cái độ dày của HR nó dày lên và nó có nền đỏ. Được chưa? Tức là thầy nhìn thấy là từ trái qua phải nó phải có màu đỏ và nó dày lên. Đó, thì, thì chúng ta sẽ phải tự thân vận động ha, ta lên Google, ta tìm cái giải pháp để chúng ta bổ sung các thuộc tính để HR nó đáp ứng được nhu, nhu cầu của mình, đó là nó dày lên và nó có màu đỏ. Bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ được học về các thẻ DIFF và thẻ span đây là những cái thẻ rất là quan trọng để chúng ta phân vùng giao diện cũng như là hiển thị giao diện theo các vị trí mà chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng thì đây là hai thẻ rất là quan trọng được sử dụng rất là nhiều và chúng ta cần phải nắm kỹ về kỹ thuật sử dụng cũng như là sự khác biệt giữa cách sử dụng div và span à, hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo chúc các em thành công chào tạm biệt